Chào mừng quý vị cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Cà. Và hôm nay là sáng ngày 19 tháng 7 năm 2023, Nhân Lạc Cà sẽ gửi tới quý vị những cái hình ảnh thân quen của thành phố Đà Lạt và cập nhật cho quý vị về vấn đề thời tiết, du lịch cũng như là một số các hoạt động của người dân ở tại thành phố Đà Lạt. Và đặc biệt đó là một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở cung đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh. Đây là cung đèo được coi như là cung đèo nối giữa hoa và biển. Trước mắt chúng ta đó là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt nhìn từ các cái cung đường khác nhau, đặc biệt ở trên khu vực Đống Đa quý vị có một cái view rất là cao nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Như chúng ta đã biết thì những ngày vừa qua do ảnh hưởng của áp thấp mạnh lên thành bão số 1 đổ bộ vào khu vực phía Bắc, và bây giờ hiện tại là suy yếu và trở thành một cái vùng áp thấp nhiệt đới và sau đó cũng sẽ tan biến trong vài ngày nữa. Với sự cái ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cũng như là bão thì thời tiết thành phố Đà Lạt thì mưa rất là nhiều. Và đến ngày hôm nay là ngày 19 tháng 7 thì thời tiết đã dần dần trở lại ổn định và ít mưa rồi. Sáng hôm nay thì đã bắt gặp những ánh nắng, nhìn thấy mặt trời, nhìn thấy những vầng mây màu xanh ở trên bầu trời và có nắng. Và để mà thời tiết ổn định và nắng đẹp thì có lẽ là phải hết tuần này qua đầu tuần sau thì bắt đầu thời tiết mới nắng đẹp và ổn định hơn. Còn bây giờ thì buổi sáng thì trời có thể nắng và buổi chiều hoặc là trưa trời cũng có thể mưa theo như dự báo. Trước mắt chúng ta đó là con đường Đống Đa. Ngày xưa khu vực này gọi là ấp Tân Lạc các vị, thì đây là một trong những cái cung đường mà hết sức là quan trọng của thành phố Đà Lạt, nằm ở vị trí trên cao bên cạnh đồi Robin. Đồi Robin ngày xưa thì thời chiến thì cũng có một cái vị trí chiến lược cũng rất là quan trọng đối với thành phố Đà Lạt, và ngày nay cũng là một cái vị trí hết sức quan trọng với đồi cáp treo cũng như các cái nhà hàng ở phía trên và có một cái view tuyệt đẹp nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Đường Đống Đa được coi như là một cung đường đẹp của thành phố Đà Lạt vì ở đây có những cái khúc cua rồi những cái view nhìn về toàn cảnh thành phố Đà Lạt từ vị trí trên cao, cho nên những cái mảnh bất động sản ở trên khu vực này thì có giá trị rất là cao luôn. Ở đây có rất là nhiều các cái quán cà phê như là Đà Lạt God hay là Amazing Coffee, rồi những cái điểm check-in như là Cổng trời Bali vân vân. Ngay khúc cua này có là một trong những cái vị trí mà đẹp và Nhân Lạc Cà rất là yêu thích vì ngay khu vực này chụp ảnh cũng như là quay những cái shot quay hết sức đẹp và nhìn về toàn cảnh Đà Lạt khi mà thấy mây đang trôi bồng bềnh đó quý vị. Những ngày qua ảnh hưởng của mưa rất là nhiều cho nên du khách đến thành phố Đà Lạt thì cũng ít hơn vì là những cái ngày giữa tuần thì đã là vắng rồi. Tuy nhiên thì do ảnh hưởng của mưa bão nữa cho nên vắng. Hy vọng là cuối tuần rồi khi mà thời tiết ổn định lại thì du khách sẽ tiếp tục đến thành phố Đà Lạt đông hơn. Mùa hè là mùa thu hút khách du lịch đến thành phố Đà Lạt nhiều nhất, và mùa hè năm nay theo như Nhân Lạc Cà thấy thì từ tháng 6 và bây giờ là đã những cái ngày dần cuối của tháng 7 rồi thì Đà Lạt đón một lượng du khách cũng khá là đông đến tham quan du lịch thành phố Đà Lạt. Năm nay thì thời tiết cũng có vẻ là hơi cực đoan quý vị, mưa cũng rất là nhiều, có những cơn mưa rất là to luôn đã gây ngập úng cục bộ một số tuyến đường, và đặc biệt là có hai từ đầu tháng 6 và tháng 7 tới nay thì đã có hai trận ngập cục bộ. Tuy nhiên nước rút rất là nhanh, và hy vọng là cơ quan chức năng cũng như là lực lượng chức năng thì sẽ có những cái hướng giải quyết để không có xảy ra tình trạng ngập úng nữa, vì đó là cái bộ mặt của thành phố và hình ảnh của thành phố quý vị. Cho nên là những cái hình ảnh mà ngập úng cũng như là mưa ngập và lên láng trên đường thì cũng ảnh hưởng tới cái hình ảnh cũng như là du lịch của thành phố. Ở đây là đầu đèo Prenn quý vị, ở phía dưới là đèo Prenn đang nâng cấp thi công Còn ở phía trên này những cái quán cà phê view đẹp, rồi những cái quán cà phê Bùi Văn Ngọ đầu đường đó. Đây là hướng lên trên nhà hàng cáp treo đó quý vị. Và như chúng ta đã biết trên báo chí cũng như là đài truyền hình, ngày hôm qua là ngày 18 tháng 7 chiều ngày hôm qua thì có một cái vụ tai nạn ở trên đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh, khi mà một xe 29 chỗ đã chở 23 du khách cộng với tài xế nữa là 24 thì đổ đèo từ thành phố Đà Lạt. Khi mà tham quan đi thành phố Đà Lạt thì trở xuống lại Nha Trang, đi qua cung đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh, được coi như là cung đèo nối giữa hoa và biển. Hoa là thành phố Đà Lạt, biển là thành phố Nha Trang đó quý vị. Thì xe đã lật úp và khiến 4 người bị tử vong. Và đây là những khách du lịch nước ngoài và đặc biệt là khách Trung Quốc. Và còn hơn 9 người nữa là bị thương và đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Và chúng ta thấy hiện trường tai nạn là một chiếc xe đã lật ngửa khi mà tông một dải phân cách khoảng mười mấy mét, 20 mét. Thì xe lật nhào và ngã vào bên trong đường, và cửa kính thì cũng nát hết. Và mọi người lần theo vết kính nát để thoát ra ngoài. Và trong đó thì có 3 nạn nhân là người Trung Quốc tử vong tại chỗ, và một người thì tử vong trên đường đi cấp cứu, và còn một số người nữa bị thương. Theo như thông tin ban đầu thì xe mất thắng và tài xế không làm chủ được, nên xe đã tông vào dải phân cách và xe đi cũng đúng tốc độ quý vị. Và trước mắt chúng ta đó là đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh mà hôm trước Nhân Lạc Cà cũng đã đi qua khi mà đi du lịch ở các cái khu vực tỉnh miền Trung, và đã di chuyển qua cung đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh. Đây là một cái cung đèo phải nói là đẹp. Hiện nay thì đèo cũng rộng rãi, và trên cung đèo này thì thực tế là hạn chế tốc độ rất là nhiều, cho nên có những cái biển để cảnh báo chúng ta đi không quá tốc độ là 50 km/h. Rất là nhiều các cái biển hạn chế tốc độ 50 km/h, và những cái biển cấm vượt nữa. Cho nên là cung đèo này nếu mà chúng ta đi đúng làn, đúng tốc độ và cũng như là tuân thủ về giao thông thì đương nhiên là cung đèo này hết sức là an toàn rồi. Tuy nhiên khi mà Nhân Lạc Cà đi trên cung đèo này thì cũng gặp rất là nhiều những chiếc xe tải, xe khách quý vị, đi quá tốc độ khi mà vượt qua rồi cũng như là lấn làn, hết sức là nguy hiểm. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta thấy khi mà tham gia giao thông ấy, chúng ta không có một cái gọi là văn hóa giao thông đó quý vị, thì sẽ ảnh hưởng, không chỉ ảnh hưởng tới xe của chúng ta mà còn ảnh hưởng tới những xe cùng tham gia giao thông với chúng ta. Và đây là một trong những cái cung đèo đẹp. Đường rất rộng rãi, thoáng và có những cái vực rất là sâu luôn. Có những khúc cua cũng nhìn về đồi núi rất là đẹp. Cho nên mỗi lần mà khu vực miền Trung hay là Nha Trang mà đi lên thành phố Đà Lạt hoặc là Đà Lạt đi ra khu vực miền Trung thì đi qua cung đèo Khánh Lê, Khánh Vĩnh này rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta phải đảm bảo được vấn đề là tốc độ cũng như là tuân thủ giao thông. Vì ngày nay thì chúng ta thấy là những chiếc xe khách á, đi quá tốc độ rất là nhiều, đặc biệt là trên quốc lộ 20 khi mà đi thành phố Đà Lạt mà đi Sài Gòn đó quý vị. Những chiếc xe như của Thành Bưởi, Phương Trang hay là một số nhà xe như xe Điện Linh đi Sài Gòn đó, thì đợt vừa rồi báo chí cũng phản ảnh rất là nhiều. Có nhiều xe một tháng mà vi phạm lỗi tốc độ quý vị lên tới 500 lần và đã tước phù hiệu của xe đó và không cho hoạt động dịch vụ. Thì chúng ta thấy rằng là trước đây khi mà chưa có áp dụng cái công nghệ 4.0 hay là công nghệ thông minh thì để giám sát giao thông thì cảnh sát giao thông thì thường sử dụng máy để bắn tốc độ và phạt, cũng như là làm giấy phạt. Tuy nhiên ngày nay thì áp dụng cái công nghệ giám sát giao thông qua camera thông minh thì tốc độ của các xe vi phạm trên đường quốc lộ 20 sẽ bị gọi là phạt nguội đó quý vị. Thì số lỗi sẽ tăng lên rất là nhiều. Cho nên có những cái xe mà một tháng thôi mà vi phạm tới 500 lần. 500 lần mà vi phạm tốc độ thì quý vị biết là cái số tiền nộp phạt thì lớn biết chừng nào. Trước mắt chúng ta đó là đồi Robin quý vị. Đây là khu vực nhà hàng cáp treo cũng như là đồi cáp treo. Ở đây thì chúng ta có thể mua vé cáp treo để đi di chuyển từ đồi Robin này để xuống Thiền viện Trúc Lâm để tham quan, và sau đó thì chúng ta quay ngược trở về. Còn không thì chúng ta lên trên quả đồi này thôi thì chúng ta ngắm toàn cảnh thành phố Đà Lạt ở phía dưới. Hôm nay sau bao nhiêu ngày trời mưa gió thì hôm nay thì trời tuy là âm u và cũng có nắng nhẹ thôi. Tuy nhiên thì nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt cũng như là mây bồng bềnh trôi xa xa ở các cái dãy núi Lang Biang ở trong Lạc Dương đó quý vị, thì nhìn khung cảnh thành phố cũng khá là đẹp. Trên đồi cáp treo hay là đồi Robin này có một nhà hàng, đó là nhà hàng buffet rau, cũng rất là nhiều du khách cũng như là người dân tới đây ăn thì cũng đánh giá rất là cao khu vực này. Đó là một cái buffet rau không gian rộng rãi. Trước mắt chúng ta đó là con đường 3 tháng 4. Thì sáng hôm nay thì như Nhân Lạc Cà cập nhật thì thường thì cập nhật những cái video như thế này thì cập nhật về vấn đề thời tiết cũng như là du lịch để cho quý vị tham khảo. Khi mà thấy thời tiết thành phố Đà Lạt đẹp thì chúng ta có thể xách ba lô lên để đi đến thành phố Đà Lạt du lịch và có một cái hành trình tuyệt vời quý vị ha. Còn nếu mà Nhân Lạc Cà gửi tới quý vị những cái hình ảnh mà trời mưa thì đương nhiên là cập nhật về thời tiết mưa thì có những cái video thì cập nhật về thời tiết mưa để cho du khách nắm được cái thông tin về thời tiết cũng như là cuộc sống ở thành phố Đà Lạt, để chúng ta có một cái hành trình và lịch trình đến thành phố Đà Lạt nó phù hợp hơn. Khi mà mưa gió thì đương nhiên thì nếu mà chúng ta đi du lịch thì trời mưa gió thì đương nhiên là chúng ta cũng không thích rồi, vì chúng ta không có check in hay là chụp ảnh, chỉ trừ những người nào mà lên thành phố Đà Lạt chỉ có ăn và ngủ thì mới thích đi vào những ngày mưa thôi. Đường 3 tháng 4 là con đường cửa ngõ đi vào thành phố Đà Lạt, nối cung đèo Prenn cũng như là quốc lộ 20 để đi vào trung tâm thành phố Đà Lạt. Trên cung đèo 3 tháng 4, trên cung đường 3 tháng 4 này là cung đường mà có là cái lane ở giữa, cho nên tốc độ di chuyển của chúng ta thì cũng được 60 km/h. Và trên cung đường này có rất là nhiều các cái showroom như là Kia Trường Hải, rồi Hyundai hay là Bơ Sô Suzuki, rồi có thêm siêu thị điện máy Chợ Lớn nữa, cho nên là ở đây có rất là nhiều showroom và cửa hàng lớn trên đường 3 tháng 4 này. Đường 3 tháng 4 này thực chất là nằm trên đỉnh của một quả đồi quý vị, quả đồi kéo dài từ đèo Prenn đi vào tới đường Trần Đạo luôn, ngay Bùng Binh, cây Sang Kim Cúc ngày xưa. Ngày nay là nốt giao thoa của ngay Đài Truyền Hình đó, thì đây là vị trí cao nhất, còn hai bên là hai cái vực sâu, cho nên là nhà dân ở trên mặt đường này thì có một cái view đẹp, còn phía dưới phía sau những cái tòa nhà này là những cái thung lũng và hướng xuống những con đường như là Đặng Thái Thân. Thời tiết thì cũng ảnh hưởng tới du lịch rất là nhiều quý vị ha. Nếu mà mưa thì du khách sẽ khó mà di chuyển cũng như là đi tham quan. Còn trời nắng thì đương nhiên thì chúng ta sẽ đi tham quan và check in được nhiều điểm hơn. Tối thì chúng ta có thể đi chợ đêm. Chứ còn mà nếu mà mưa như mấy ngày vừa rồi thì buổi tối cũng mưa, ngày mưa chúng ta cũng không biết đi đâu. Ở đây thì có một cái tòa nhà của Toyota thì người ta làm cái tòa nhà này để trưng bày cũng như là cái showroom. Tuy nhiên thì có lẽ là công năng của nó sau này cũng sẽ có những cái thay đổi, ví dụ như làm khách sạn, nhà hàng vân vân. Còn trước mắt chúng ta đó là quảng trường Lâm Viên, phía dưới là siêu thị Go. Ở phía dưới có một cái nhà hàng ăn khá là ngon, đó là nhà hàng ngon, tập hợp rất là nhiều các món ăn. Nếu mà chúng ta đi du lịch Đà Lạt mà chúng ta không biết ăn gì và tìm quán ở đây đâu thì đi vào trong khu vực siêu thị, cái nhà hàng này cũng tập hợp những cái món ăn cũng không phải gọi là xuất sắc lắm, tuy nhiên thì món ăn rất là đa dạng. Ở bên phía tay phải là Hồ Xuân Hương cũng như là một dãy cây mai anh đào rất là đẹp quý vị. Tới tháng 12 thì hoa mai anh đào bắt đầu nở, và lúc đó thì xung quanh Hồ Xuân Hương có những cây mai anh đào cổ thụ cũng to, cũng như là một dãy các cái hàng cây mai anh đào sẽ cho hoa rất là đẹp. Còn bên phía tay trái là khuôn viên của công viên Xuân Hương. Tuy nhiên hiện nay cái công viên này thì cũng chưa được làm bài bản, cho nên là công viên này cũng ít người vào, chỉ lâu lâu làm những cái hội chợ thôi. Bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ hướng vào phía chợ Đà Lạt cũng như là khu vực khu Hòa Bình quý vị. Ở đây có quán cà phê Nhật Nguyên, một trong những quán cà phê có một cái view nhìn về phía Hồ Xuân Hương cũng như là đập cầu Đạo. Sau khi buổi sáng chúng ta thấy trời đang nắng, tuy nhiên một lát nữa thì mây ùn ùn kéo đến quý vị, và có thể là cũng sẽ có những cơn mưa sớm vào ngày hôm nay. Cho nên như Nhân Lạc Cà cập nhật thì theo như các cái app mà Nhân Lạc Cà đang sử dụng thì thời tiết sẽ ổn định hơn vào đầu tuần sau. Còn trong tuần này thì sau khi mà bão tan thì áp thấp thì thời tiết thành phố Đà Lạt cũng ảnh hưởng và cũng sẽ mưa cũng như là âm u cho đến hết tuần. Có những hôm thì sáng nắng chiều mưa quý vị, và để ổn định nhất thì cũng phải qua tuần. Còn bây giờ thì trước mắt chúng ta đó là chợ Đà Lạt. Khu vực này ban đêm thì là chợ đêm, còn ban ngày thì người ta bán thời trang cũng như là các cái cây kiểng phục vụ cho nhu cầu du khách. Vào chợ Đà Lạt mùa này thì chúng ta cũng mua rất là nhiều các loại đặc sản như là dâu tây, rồi bông artiso, rồi đặc biệt là mùa này bơ Đà Lạt rất là rẻ luôn quý vị. Bơ hiện nay thì trong các cái nhà vườn người ta bán chỉ có 10.000 đồng 1 kg thôi. Bơ lại đẹp đó quý vị, 10.000 đồng 1 kg thì 100.000 10 kg, mà người ta bán nhát nhạt ở các cái con đường, đặc biệt ở trong vực Tà Nung. Sáng nay khi mà trời nắng ráo thì chúng ta thấy là chợ Đà Lạt cũng thu hút một số khách du lịch đến khu vực này để vui chơi cũng như là mua sắm. Chợ Đà Lạt thì ngay con đường mà đi vào là con đường Nguyễn Thị Minh Khai đó quý vị, thì hiện nay những cái gạch lát ở đây thì cũng xuống cấp và bể cũng như là mặt đường không được lát mình nữa, cho nên hiện nay thì cũng đang công nhân thì cũng đang nâng cấp cái mặt đường này. Những đợt vừa qua thì mưa gió rất là nhiều thì cũng có ảnh hưởng ở thành phố Đà Lạt, đó là những cái vụ sạt lở quý vị. Thì thành phố Đà Lạt cũng như là tỉnh Lâm Đồng đã mời các cái chuyên gia của Nhật Bản đến khảo sát ở cái khu vực đất mà sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Văn Thám cũng như là trên cung đèo Mimosa để có những cái khảo sát, đánh giá, đo đạc để chống sạt lở đó quý vị. Như vậy là hôm nay Nhân Lạc Cà đã gửi tới quý vị những cái hình ảnh thân quen của thành phố Đà Lạt, cũng như là cập nhật cho quý vị về vấn đề thời tiết, du lịch, cũng như là một số các hoạt động của bà con ở tại thành phố Đà Lạt. Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ tinh thần Nhân Lạc Cà nhé. Còn bây giờ Nhân Lạc Cà xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.